Sao về muộn thế nhở? Alo. Anh à, sao nay anh về muộn thế? Đang bận nhá. Gọi cái gì mà gọi lắm thế? Dạ. Vợ anh à? Kệ đi em. Ngon lắm đấy. Cảm ơn. Sinh nhật quan trọng gì? Cuộc sống còn nhiều việc đáng phải làm hơn đấy. Vậy em làm bữa sáng cho anh nhá. Với cả em có một món quà đặc biệt muốn dành cho anh đấy. Thôi khỏi đi. Sáng nay tôi có hẹn rồi. Hôm qua tôi say nôn trong phòng đấy. Lát cô dọn giúp tôi nhá. Mà này, cô cũng nên kiếm việc làm đi. Đừng ở nhà ăn bám mãi như thế. Anh ấy thay đổi thật rồi. Mới ngày nào còn. Em đừng có buồn. Công ty phá sản có phải lỗi do em đâu. Mà em cũng vất vả nhiều rồi. Thời gian này em lên nghỉ ngơi nhá. Mà này, tiện thể mình làm một đứa nhỉ. Nhưng mà em nghỉ việc như thế, bây giờ cứ phải ngửa tay lên xin tiền anh. Em thấy bí bích lắm, không chịu đựng được. Thế thì anh sẽ không để em ngửa tay lên nữa. Anh sẽ dùng hai tay của anh để dùng tiền đưa cho em. Được không à vợ yêu? Đợi anh lâu chưa? Em không lâu đâu. Alo ạ. Cô Thủy phải không ạ? Tôi là hàng xóm của bà An. Bà ấy ngất, có việc rồi. Tôi gọi cho cô vào không được. Cô về ngay nhá. Dạ vâng ạ. Anh ơi, nghe máy đi. Gọi đi à? Đến bao giờ anh mới chịu đuổi nó đi để cho em về đấy? Ngay bây giờ em đi với anh. Anh chỉ sợ em không dám thôi. Có gì mà không dám chứ. Nhưng mà em chỉ sợ anh nói đùa em thôi. Em mà biết anh nói đùa em á, em giận anh đấy. Hâm à? Anh đùa em làm cái gì? Lên xe đi. Bây giờ em chỉ ước ý, con vợ anh nó đừng có lên Hà Nội. Chứ bây giờ lên phiền ơi là phiền ý. Em cứ yên tâm, anh sẽ tình nguyện phục vụ em như một bà hoàng. Em nghỉ ngơi đi nhá. Anh bảo, anh đang làm cái gì vậy? Thế chỉ là vợ của anh bảo à? Thế mà em cứ tưởng là cô hay là gì cơ. Em ơi già thế. Mà chị không soi gương à? Mặt chị bây giờ ấy còn xấu hơn cả con vịt bầu ấy. Cô đúng là đồ khốn ạ. Cô có biết phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là tàn nhẫn như thế nào không? Uống hồ. Bây giờ tôi còn đang mang thai. Chuyện của cô tự giải quyết đi. Tôi không quan tâm. Chị đang mang thai à? Em đang mang thai này. Cô làm cái gì ơi? Này, cô làm cái gì ấy? Bỏ tay cô đi.
Bố điên à? My đã chịu đủ thiệt thòi để yêu tôi. Tôi không ngờ cô lại là cái loại người như thế đấy. Cô không thích đúng không? Cút ra khỏi đây đi. Tôi đúng là có mắt như mù mà. Anh nhớ đấy, anh bỏ mẹ con tôi, sau này anh sẽ phải hối hận. Em có làm sao không? Con ơi! Con! Ôi này! Bà là ai đấy? Mà tự nhiên vào nhà tôi. Ô, nhà cô à? Cái thằng Bảo này tệ thật đấy. Bán nhà mà chẳng nói với mẹ một câu nào cả. Tôi xin phép cô, tôi đi đây. Từ bác ơi. Bác là mẹ anh Bảo à? Đúng rồi. Thế cô biết thằng Bảo nhà tôi đã chuyển nhà đi đâu không? Tôi mất điện thoại nên là không gọi cho nó được. Mẹ ông Bảo nhìn quê thế. Bác ơi, anh Bảo thì vẫn ở đây. Nhưng mà thôi, bác ngồi đi ạ, để cháu rót nước cho. Cháu mới bầu uống nước ạ. Cô chắc là bạn gái của thằng Bảo. Sao mà xinh thế nhỉ? Chả bù cho con vợ của nó. Nó xấu gì mà xấu thế chứ. Tôi nhìn mà chẳng ưa được nữa là. Đúng vậy đấy bác. Thế nên đang có bầu anh Bảo đuổi ra. Người đâu vừa xấu còn vừa hãm. Mà thôi, bác uống nước đi ạ. Cảm ơn con. Bỏ công mẹ đầu tư. Con không ngờ mẹ cũng thích dùng loại điện thoại hiện đại như này đấy ạ. Mẹ có việc cần. Con yên tâm. Những gì thuộc về con, mẹ đã lấy cho con từng thứ một. Ở đây. Con okay, cầm mẹ. Lấy ít tiền. Thích ăn gì thì mua mà tầm bổ con nhá. Dạ vâng, con xin mẹ ạ. Còn đây nữa. Sản phẩm này sẽ làm sạch da, dưỡng da, cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa mụn, còn làm giảm đi những vết thâm nám nữa. Nói gì thì nói, phụ nữ cũng phải đẹp con ạ. Đàn ông nó yêu mình bằng mắt mà. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con nhất định sẽ sử dụng ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, không những cho con mà còn cả cho cháu mẹ nữa đấy. Dạ vâng ạ. Là Mai đúng không? Cô Mai ơi, tôi buồn đi vệ sinh quá. Bà tự đi đi. Thế là khổ. Đàng đầu đi sao con mụ nhà quê. Cứ đợi đi. Đến khi ông bảo ông sang tên nhà của tôi thì tôi tống cổ hai bà mẹ con ra khỏi nhà.
Tôi chán bà lắm rồi đấy. Bác xin lỗi nhá. Bác nhớ ra rồi. Cháu là My. Nhà bác đúng là có phúc. Cháu xinh đẹp như thế này, đáng lẽ ra lại phải ở bên tỷ phú đại gia. Thế vậy mà cháu lại chấp nhận ở bên cạnh cái thằng Bảo nhà bác, ngay cả cái lúc mà công ty của nó sắp phá sản. Cái gì? Phá sản á? Ờ, thế thằng Bảo nó không tâm sự gì với cháu à? Mà bác thì bệnh tật như thế này, lúc lẫn lúc dở. Sau này ấy, phải chăm sự nhờ cả của cháu chăm sóc, chứ biết nhờ ai được. Thôi, bác không ăn nữa đâu. Bác không ăn nữa đâu. Cháu dọn đi nhá. Bác đi vào phòng nghỉ tí đây. Alo. Em vừa gửi cho anh địa chỉ rồi nhá. Anh đến nhanh lên nhá. Cái gì đây? Tôi không ngờ cô lại là cái loại người như thế đấy. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Không phải đùa ấy. Xin lỗi nhá. Nếu mà không vì căn nhà này ấy, thì tôi không phải chịu đựng người không ra người ngậm ra ngậm như mẹ con anh đâu. Alo, mẹ à? Con nghỉ ngơi đi. Mẹ đang đi mua ít đồ về nấu cơm. Lỡ bước phải đường xấu rồi thì chỉ có cách kiên trì mà vượt qua thôi. Nhưng sai thì nhất định phải sửa. Thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Vâng. Con sẽ sửa đổi mẹ. Dạ vâng, con chào mẹ. Vào đây con. Sao? Con không ngờ cái Thủy bây giờ nó lại xinh đẹp như thế có phải không? Người ta đã nói rồi, không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Mới cả thời gian vừa rồi con cũng vô tâm quá thôi. Dạ, phải ạ. Mà sao mẹ lại... Còn sao nữa? Con trai mẹ dốt, bị che mắt, rồi làm càn. Chứ còn mẹ đây á, thì tinh lắm. Nhất định là mẹ không để mất cháu, mất con của mẹ đâu. Thủy có bầu hả mẹ? Vậy mà con cứ tưởng... Thủy ơi, anh làm khổ mẹ con em rồi. Không sao đâu. Mặt biển có nhiều khi phẳng lặng thế, nhưng mà ở dưới đáy vẫn có sóng ngầm. Huống hồ vợ chồng với nhau phải có lúc nọ lúc kia chứ các con. Mẹ chỉ tin rằng sau cái lần sai lầm này, thằng Bảo nó biết để nó không làm tổn thương đến vợ con của nó nữa. Sau này anh không như thế nữa đâu. Thôi, chuyện sau này thì để sau này nói. Còn chuyện bây giờ phải làm ngay và luôn. Là chiều nay các con bớt chút thời gian đi làm thủ tục giấy tờ nhà sang tên cho con Thủy. Này, cả thẻ lương cũng phải đưa cho vợ giữ. Có như thế thì mẹ mới yên tâm được con trai ạ.
Anh dám phản bội tôi à? Tôi sẽ không để cho hai người yên đâu. Anh về rồi à? Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế? Dạo này công ty nhiều việc quá em ạ. Suốt ngày ngồi một chỗ nên mệt lắm. Đầu óc thì căng thẳng, xương khớp thì nhức mỏi hết cả. Thôi, anh vào thay đồ, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ra ăn cơm. Em chuẩn bị hết cả rồi. Anh cũng nhớ bé con của anh lắm. Đợi mấy hôm tới anh sẽ lại qua em nhé. Anh biết rồi. Anh nói chuyện với ai mà cười tủm tỉm thế? Đâu? Anh đâu á? Đây, em mới mua cho anh cái này, anh dùng thử đi. Đây là sản phẩm hỗ trợ xương khớp Gusamin, giúp bổ sung các chất tăng dưỡng nuôi sụn khớp, hỗ trợ làm trơn các ổ khớp, hỗ trợ giảm khô khớp, cứng khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp. Còn đây là viên uống ăn ngủ ngon GABA, giúp tăng cường hoạt huyết, tăng cường máu lưu thông lên não, giảm các tình trạng hoa mắt chóng mặt, xây sẩm mặt mày, hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng tinh thần, lo âu, giúp tạo giấc ngủ sâu, ngủ ngon giấc, tăng cường hoạt động não bộ và tăng cường trí nhớ, không bị mệt mỏi, uể oải. Kết hợp hai sản phẩm của tập đoàn Kohino này với nhau, đảm bảo sẽ giúp anh cải thiện được tình trạng sức khỏe hiện tại. Cảm ơn vợ nhé. Chỉ có vợ là thương anh thôi. Em vừa già, lại còn xấu nữa. Làm sao mà so sánh được với các cô gái đẹp ngoài kia? Em cứ nói linh tinh. Ngoài kia là của thiên hạ, chỉ có vợ là của anh thôi. Em mệt rồi, em đi nghỉ trước đây. Vợ. Em thấy anh có vẻ rất mong chờ chuyến công tác này thì phải. Anh... So với đợt trước thì đợt này em thấy anh tươi tắn và khỏe mạnh hơn nhiều đấy. Tại vì ấy, dự án đợt này rất quan trọng. Với cả nữa là nhờ vào sự chăm sóc của vợ, cùng viên uống ngủ ngon GABA và viên xương khớp Gusamin của tập đoàn Kohino, anh mới được như bây giờ đấy.
Thôi, xe đến rồi, anh đi nhá. Hắn ta đi rồi, anh chuẩn bị đi. Anh, sao anh đến muộn thế? Con vợ ở nhà mẹ với anh làm gì ấy à? Vợ của anh ấy, thì làm được cái quái gì mà việc của anh ấy, làm sao mà cô ta quản được. Anh nhớ em lắm. Thế á? Mình làm luôn nhé. Một khốn này, mày dám cướp chồng tao à? Mày dám cướp chồng tao, cướp chồng tao. Sao? Làm sao? Anh thấy nhân tình của anh bị đánh, anh cảm thấy sớt lắm à? Anh nghĩ tôi là con ngu hay sao mà không biết anh ngoại tình với cô ta? Trang ơi, anh xin lỗi. Em nghe nói đã. Tôi không nghe anh nói cái gì hết. Mấy tháng qua vì để có được như ngày hôm nay mà tôi đã phải nhịn nhục hai người. Mà anh cũng giỏi thật đấy. Anh diễn kịch trước mặt tôi y như thật vậy. Nếu như mà tôi không biết chuyện này từ trước, chắc là anh định lừa tôi cả đời có đúng không? Chỉ tiếc là chuyện này không được như anh nghĩ thôi. Đơn ly hôn và toàn bộ chứng cứ ngoại tình của anh tôi đã đưa cho luật sư làm việc rồi. Nhà cửa, xe cộ, thậm chí là cái chức vị trưởng phòng hiện tại của anh cũng không còn nữa đâu. Để tôi chống mắt lên xem, khi mà anh không còn gì thì liệu cô ta có còn ở bên cạnh anh nữa không? Không, không thể như thế được. Trang ơi, anh xin em, em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể mất hết như thế được. Thế sao lúc anh làm việc như thế này, anh không nghĩ đến kết quả ngày hôm nay đi? Anh nên nhớ, tất cả những thứ anh có được như ngày hôm nay đều là nhờ vào quan hệ của gia đình tôi. Tôi cho anh được thì tôi cũng sẽ lấy lại được. Anh hiểu chưa? Còn cô nữa, cô chỉ là một nhân viên thực tập, năng lực thì không có, chỉ dựa vào nhan sắc để thăng tiến. Được, vậy thì để tôi xem cô sẽ thăng tiến kiểu gì. Bởi vì chính thức từ bây giờ, cô đã bị đuổi việc. Trang!